lại đứng ở trên đi lại quả này thì đất riêng quả này đứng chỗ này thì nhảy xuống đất ngay. Thì bạn tưởng quả đấy sập rồi. Tóc tóc tóc. Không đói lắm rồi. Đã mò bon xuống rồi đấy. Căn bản là các bác để cái chỗ này nó khó. Nó khó nhảy quá. Tung tung tung. Đi giờ. Địt mẹ nó chưa lại về. Để chỗ này nó khó, nó không có điểm nhảy. Nó không có chỉ bo lên ngoài thôi. Dũng vội thì mẹ để riêng ngoài chim mình cài quả nào nung qua cài đúng chỗ. Ông ấy để cái cành đeo có cành đọt, cầm mẹ cái cành khô để vào cái thì mẹ nhảy vào và u cánh ấy.